Xin chào các bạn, chào bé Lý Văn Đạt, chị cũng rất khỏe. Em còn làm ở đó không ta? Bữa nay chị buồn quá, không đi đâu chơi, mới mời điện thoại online gì cùng các bạn. Ở đây, đây là em của tôi, tên Ngọc, nhưng muốn vô làm công ty nhưng người ta chưa đủ tuổi, còn nhỏ lắm. Muốn tâm sự với bạn Ngọc không nè, nói đi. Xin chào. Xin chào. Chào các bạn. Ở đây mắc cỡ người ta không có nói đâu. Người ta tự tin lắm á. Không, nói thiệt. Ở đây mình đang ở giúp nhà nghèo thân mến. Mình đang ở quận Cam, thành phố Sài Gòn. Ở đây là đang ở đây là 1 giờ tối, nhưng thức quá không ngủ được, người ta đang nhậu nhẹt quá. Bây giờ chắc ở Việt Nam mình chắc bữa nay là 5 giờ mấy rồi phải không? Trời ơi, tại nhức đầu quá ngủ không được, còn cảm cúng gì nữa. Bà người ta nhậu quá nè, cái bạn tôi kìa, người ta nhậu quá ngủ không được, nhậu quá ngủ không được luôn á. Bây giờ lên cứ tươi cười chút nữa đi ngủ là tức sợn khoai lắm các bạn. Các bạn ở Việt Nam có nhớ mình không ta? Chào bé Bình. Bé Bình ơi, đang làm gì đó? Là người yêu của tôi đang đi xa rồi, chứ về tới. Chào Ngô Bích Trâm, chị vẫn khỏe. Chào anh Sang, em nghỉ làm chỗ đó rồi. Ngựa chứ vậy. Chào đó. Mình đang bây giờ mình cũng đi tham quan nhà này thôi nè. Vừa đây tối lắm á, 1 giờ tối thôi á. Nó tối thôi à. Thấy không? Chào hai. Mình cũng biết nói tiếng Khmer nữa đó các bạn. Nè, coi mình nói nghe. Sibayu. Hello, xin chào, good morning. Chào một buổi sáng vui vẻ nghe các bạn. Bây giờ mình thôi nghe, bây giờ mình cũng đói bụng rồi. Tối nay mình đói bụng lắm á. Trời ơi, mình chưa ăn sáng ăn gì hết á. Bây giờ mười mấy giờ đang đói là đi lục bánh tráng trộn ăn à. Của em Ngọc, đây là em Ngọc trộn bánh tráng ngon lắm á, thiệt ngon lắm. Nhưng mà tôi lúc nào cũng đi xa cũng nhớ bánh tráng Ngọc trộn. Bây giờ Ngọc đi tí với tôi rồi, tôi không quên đâu, bánh tráng trộn ngon lắm. Các bạn ơi, nhớ tối ngủ ngon nha. Mình ăn bây giờ là tối, chào mình tối là các bạn sáng nha các bạn. Nhớ đi ăn bánh trộn với tôi nha. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Thí Diễm. Bye bye. Bye bye, có gì ngày mai tâm sự tiếp. Rồi.